vuốt kiểu tóc này. Đầu tiên mình cần phải xoáy cho bồng phần chân tóc lên để tạo được phồng cho tóc. Đây là tóc mình vừa cắt xong. Xoáy bồng xong rồi thì với kiểu tóc cà rốt này thì anh em chọn cho mình một chiếc sáp clay nhé, lấy lượng vừa đủ cho ra tay. Thì mình đây dùng phân Maybelline sáp clay khô và tạo nếp ra tốt sau đều lấy ra tay. Khi đã sao đều hết ra không biết sáp nữa, mình sẽ lắc hết phần ngọn tóc này. Khi xoa đều sát với tóc rồi thì có kết hợp với sấy thì tóc đã vào lên khá tốt rồi. Mình dùng ngón tay mình đánh rối lên luôn cho sát vào thêm chân tóc nữa. Rồi mình có thể dùng thêm chiếc gôm tạo để hình tóc vào. Mình chỉ mất vài phút đã tạo kiểu xong tóc này rồi nên ok. Và đây là kiểu tóc mình đã hoàn thiện xong, cắt và tạo kiểu. Anh em cảm thấy thế nào nhỉ? Nếu hay cho mình xin một like, một subscribe và có ý kiến thì góp ý thì để lại comment ở dưới bên dưới nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Let's go! Come on!